Thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt, học tập, khó tìm được việc làm phù hợp là những trở ngại mà người khuyết tật phải đối mặt trong quá trình mưu sinh. Song bằng ý chí và nghị lực, cộng thêm sự hỗ trợ quan tâm, chung tay góp sức của cả cộng đồng đã giúp cho nhiều người khuyết tật có thêm động lực vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống. Ông Phan Văn Bị, sinh năm 1951, ngụ xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, là lao động chính trong gia đình. Cách nay 2 năm, ông bị đột quỵ. Cuộc sống đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Thấu hiểu điều đó, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đã vận động mạnh thường quân cất cho ông căn nhà đại đoàn kết, theo tiêu chuẩn ba cứng, trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương, thân nhân gia đình hỗ trợ mái tôn, gạch, dựng lên cho ông một căn nhà khá khang trang. Cái nhà này nhà hội phía xã cho, tôi mừng lắm. Bởi vì có nhà ở, không có mưa gió, không có sợ nữa. Không chờ tạt lạnh ở Đà Nẵng, ngủ số phê là phải dời. Gió chương là tạt vào ngủ được. Với quyết tâm không vì khiếm khuyết của bản thân mà trở thành gánh nặng cho xã hội. Dù bị dị tật đôi chân, đi đứng khó khăn, nhưng cô Phạm Thị Tơ không chỉ vượt qua mà còn thành lập và làm chủ doanh nghiệp sản xuất và dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho nhiều lao động nữ địa phương, giúp họ có việc làm và thu nhập ổn định. Bản thân tôi là người khuyết tật, không có việc làm, cho nên là tôi thấy cái việc đan hàng này có phù hợp với bản thân tôi để tạo việc làm cho gia đình và ổn định cuộc sống. Toàn tỉnh hiện nay có 26.959 người khuyết tật, trong đó có 5.284 người khuyết tật đặc biệt nặng, 15.416 người khuyết tật nặng. Để tạo điều kiện cho các đối tượng này hòa nhập vào đời sống cộng đồng, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều chương trình chính sách hỗ trợ. 9 tháng đầu năm, các cấp hội đã vận động trên 3,4 tỷ đồng để xây dựng sửa chữa 48 căn nhà tình thương, hỗ trợ vốn sinh kế cho 92 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, tặng 193 xe lăn, 56 xe lắc, hỗ trợ 588 suất học bổng, 40 xe đạp cho học sinh khuyết tật, con người khuyết tật, con nạn nhân chất độc da cam. Muốn làm được những cái việc mà hỗ trợ cái đời sống cho cái đối tượng á, thì chúng tôi phải vận động cái nguồn lực, thật nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho đối tượng. Đây cũng là cái công việc mà hội sẽ góp phần cùng với địa phương để làm tốt cái công tác an sinh xã hội. Và mục tiêu của chúng tôi đó là làm sao đó người khuyết tật có được cái cuộc sống đó ngày càng được nâng lên để người ta tự tin hòa nhập vào cộng đồng. Các hoạt động chăm lo hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và cộng đồng xã hội, khơi dậy và phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Đời sống vật chất, tinh thần của người khuyết tật được cải thiện đáng kể. Họ có thêm những cơ hội bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phát huy khả năng và tự lực trong cuộc sống.